Lan đột biến hết thời, bị giao bán rẻ như rau từ chợ mạng đến vỉa hè. Lan đột biến hiện được nhiều người giao bán với giá chỉ vài chục nghìn đồng mỗi giỏ, thậm chí còn đóng cả xe bán hàng rong ở lề đường. Lan đột biến từng là cái tên khuynh đảo thị trường cây cảnh Việt trong thời gian qua, với các giao dịch trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng được khoe trên trang cá nhân của các dân chơi lan thứ thiệt. Các thương vụ bạc tỷ xuất hiện nhiều như nấm. Không lâu sau đó, vào khoảng nửa đầu năm 2022, thị trường lan đột biến vỡ bong bóng với hàng loạt cú lừa được báo chí bóc mẽ. Rất nhiều người sập bẫy khiến tiền mất tật mang, tán gia bại sản cũng chỉ vì ham lướt sóng lan đột biến. Vài ngày gần đây, hàng loạt loại lan đột biến vang danh một thời như ho, hồng yên thủy, bạch tuyết được giao bán tràn lan trên các hội nhóm với giá chỉ vài chục nghìn đồng mỗi cây. Nhắc lại rằng, những cái tên kể trên, vào thời kỳ đỉnh cao, mỗi khi xuất hiện thường kèm theo mức giá từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi kỳ. Theo khảo sát của VTC News, trên group chuyên về lan đột biến với hàng trăm nghìn thành viên ở thời điểm hiện tại liên tục xuất hiện các bài đăng hình ảnh, video, phát trực tiếp với nội dung giao bán lan đột biến với giá rẻ như rau xanh. Một tài khoản tên H, để giao bán 10 kỳ ho, tức 10 mầm hiển oanh, với giá 450.000 đồng, nghĩa là chỉ 45.000 đồng mỗi kỳ, tương đương với khoảng gần 1 kg hành lá ở thời điểm hiện tại. Hay như tài khoản M, để cũng đang giao bán ho, Phú Thọ với giá chỉ 150.000 đồng mỗi 5 kỳ, tức chỉ 30.000 đồng mỗi kỳ. Tài khoản V, để bán lan ho cả chậu, với giá bán lẻ chỉ 60.000 đồng. Và rất nhiều bài đăng bán lan đột biến khác với giá chỉ loanh quanh 30.000 đến 50.000 đồng mỗi mầm. Thậm chí, ngày 26 tháng 9, hình ảnh lan đột biến được đưa lên xe hàng rong mang ra ngã tư công viên Cầu Trắng, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Những giỏ lan vàng bóng một thời được chào bán với giá chỉ từ 50.000 đến 100.000 đồng, còn thấp hơn nhiều chậu hoa lan công nghiệp. Như VTC News đã đưa tin trong loạt bài viết về lan đột biến như lan đột biến rớt giá cả trăm lần, người mua tan giấc mộng vàng, lan đột biến tiền tỷ biến thành của nợ. Những cái tên như ho, Phú Thọ, năm cánh trắng vào thời điểm giữa năm 2021 đều có giá hàng triệu đồng, thậm chí có lúc lên hàng chục triệu đồng mỗi kỳ. Anh Nguyễn Hòa Bình, nhân vật mất cả tiền lẫn tình trong bài báo lan đột biến rớt giá cả trăm lần, người mua tan giấc mộng vàng tiếp tục thông tin với phóng viên VTC News. Đến thời điểm hiện tại, chính người trong giới chơi lan cũng không còn tin vào lan đột biến nữa. Chính vì vậy mà họ mới giao bán những cây lan nổi tiếng một thời với giá rẻ như rau. Mặt khác, lan đột biến hiện tại cũng không còn hái ra tiền như trước đây nữa, cho nên dù người ta có giao bán ho, hồng yên thủy, bạch tuyết thì cũng không có cách nào để xác minh và cũng không chắc chắn được rằng lan họ giao bán có đúng là những loại lan đột biến đó hay không, anh Bình cho biết thêm.